Anh Phát hả? Vĩnh An, có lẽ anh đã bị lộ rồi. Tại sao lại nghĩ như vậy? Bố già Thiết đã có hành động gì mà tôi chưa biết sao? Không chắc là người của bố già Thiết, nhưng mà có một cô gái đang theo dõi anh. Anh có thể nói rõ hơn được không? Đó là cô gái tôi từng gặp ở trung tâm mua sắm, nơi anh hẹn bà Hà Băng một lần rồi đó. Thì cô ta đang đứng trước khu nhà của anh. Để đảm bảo an toàn, anh lập tức cắt đứt mọi liên lạc với bố già Thiết. Tôi đi xin lệnh rút anh về nha. Anh Phát, không cần đâu. Cô gái này chính là Kim Cương, con gái của bố già Thiết. Nhưng mà ông Thiết cử hẳn con gái đến theo dõi anh, chứng tỏ sự nghi ngờ của ông đối với anh không phải tầm thường đâu. Anh cứ yên tâm đi, Kim Cương chưa đủ khả năng để làm điều đó đâu. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Chuyện này tôi sẽ tự đối phó được. Nhưng trong trường hợp dự phòng, anh cứ giữ liên lạc để hỗ trợ cho tôi bất cứ lúc nào nha. Được rồi. Cô Hai, chắc cô hiểu là tôi đang muốn hỏi gì đúng không? Hiểu. Muốn hỏi gì sao tôi có mặt ở đây chứ gì? Tôi có bạn ở khu này. Sao? Làm như anh là chủ nhân của nguyên khu dân cư này vậy? Ủa, vậy là cô không hề biết ai là chủ nhân của khu dân cư này sao? Để tôi trịnh trọng tuyên bố cho cô Hai biết, cô sẽ là chủ nhân tương lai ở đây. Tôi Còn hiện tại á, thì nó thuộc quyền sở hữu của ba cô. Bây giờ thì cô đã hiểu chưa? Anh cũng nắm rõ tài sản của người khác để làm gì? Không lẽ anh theo ba tôi chỉ vì tiền thôi hả? Có vẻ như là cô rất quan tâm đến tôi thì phải. Quan tâm gì chứ? Đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Những người làm việc cho ba tôi ra vào nhà tôi thường xuyên, tôi cần phải cảnh giác cao, nhất là khi có kẻ lạ đột nhập vào nhà tôi. Cô Hai nói sao? Có kẻ lạ mặt đột nhập vô nhà sao? Không có kẻ nào hết đó. Tôi chỉ phòng hờ vậy thôi. Mà hình như tôi lộn địa chỉ của nhà bạn tôi rồi. Thôi tôi về. Nè. Gì? Gì vậy? Cô tới đây bằng gì? Xe buýt. À, hình như là cô rất quen thuộc với cái trò trốn tìm bằng xe buýt thì phải. Vì vậy Dương Dũng luôn mất dấu của cô, phải không? Đó là chuyện của tôi, không tới lượt anh quan tâm. Thôi tôi về. Gặp anh thiệt xui xẻo. Nè. Gì nữa? Bây giờ mặc kệ là cô có tới tìm tôi hay không, hay là tìm bạn của cô, cô cứ đợi ở đây đi. Tôi sẽ đưa cô về. Để tiểu thư một mình leo lên xe buýt như vậy, nếu ông chủ mà biết á, thì tôi bị đuổi chắc. Ai cần lòng tốt của kẻ cầu mong trục lợi từ ba tôi chứ. Tôi không khờ tới mức đó đâu. Xí. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Con Gái Bố Già 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.